Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Frederick Constant, đã được ship.vn mua tại Choma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York, và ship tới văn phòng của ship.vn ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, cũng như là cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Bên trong chúng ta sẽ thấy một hóa đơn từ Choma nè, một chiếc sticker quảng cáo của họ, rất là đơn giản thôi. Cùng với đó là giấy gói nè, và nhân vật chính của chúng ta được nằm trong một chiếc bóc cực kỳ nhỏ gọn luôn. Choma Shop thì họ bảo quản chiếc bóc này bởi một cái lớp ni lông mỏng như thế này, rất là cẩn thận để tránh trường hợp là mồ hôi nè, cũng như là các bụi bẩn nó bám vào trên cái bóc. Đây, mình sẽ mở ra nha. Họ dán băng keo luôn, nó hơi khó lấy một chút xíu. Rồi. Đây, một tông màu xanh lục với màu ngọc lục bảo nha các bạn, rất là đẹp. À, chúng ta có một cái cửa sổ để thấy được cái mặt số bên trong của chiếc đồng hồ luôn, cực kỳ đẹp. Rồi, đây là tên thương hiệu Frederick Constant. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Thì mặc dù thương hiệu Frederick Constant không có lịch sử lâu đời, nhưng hãng vẫn này vẫn tạo nên tên tuổi của mình trên thị trường quốc tế. Được thành lập vào năm 1988 bởi Alistair Starbuck và Peter Starr, Frederick Constant là một trong những nhà sản xuất đồng hồ trẻ nhất để cạnh tranh với các thương hiệu lâu đời hơn. Trong mọi trường hợp thì phải mất 4 năm Alistair và Peter trước khi họ tung ra bộ sưu tập đồng hồ ghi dấu ấn đầu tiên của mình. Đó là bộ sưu tập đầu tiên bao gồm 6 chiếc đồng hồ riêng biệt, tất cả đều được sản xuất tại Geneva bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất đồng hồ mới nhất của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, hãng Frederick Constant này không chỉ dừng lại trên những cái vinh quang của những người đi trước. Vì không có lịch sử lâu đời cho nên là thương hiệu đã phải phân biệt mình với các đối thủ bằng công nghệ tiên tiến và thiết kế độc đáo cho cả nam và nữ. Sự đổi mới nổi tiếng nhất của thương hiệu đến từ sự ra mắt của bộ sưu tập Heartbeat, có nghĩa tiếng Việt là nhịp tim đập, hay nói đúng hơn đó là thiết kế Open Heart đó các bạn, vào năm 2001. Rồi, đó là một vài nét sơ lược về thương hiệu này dành cho những người nào chưa biết. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đang nằm trong một chiếc túi da cực kỳ đẹp như thế này. Bên ngoài túi chúng ta cũng sẽ không có thông tin gì nổi bật cả. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên nha. Hơi cứng một chút xíu. Đây là dạng nút như thế này nè các bạn. Chúng ta sẽ có hai nút. Rồi bên trong là chính là mẫu sản phẩm đồng hồ của chúng ta nè, cùng với một chiếc gối. Một chiếc bóc khá là khiêm tốn nha các bạn. Rồi bây giờ tạm thời mình sẽ để sản phẩm một bên nha. Rồi chúng ta sẽ đi đến bên trong, chúng ta sẽ có gì nè. Một chiếc sách hướng dẫn sử dụng của thương hiệu, khá là mỏng. Đây, rất là mỏng thôi, họ để một bên. Còn tổng thống mình sẽ giữ yên đó nha. Bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta. Mọi sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn được bảo vệ bởi một cái lớp ni lông nữa, rất là cẩn thận. Bây giờ mình sẽ lấy sản phẩm ra, đeo vào tay thì nó hơi khó một chút xíu nha các bạn. Đây, mình đã mở ra rồi. Sản phẩm của chúng ta đây cực kỳ đẹp. Đây là lớp siêu đáy nè, siêu khóa của chúng ta còn rất là nguyên vẹn. Siêu mặt thì họ dán quá đẹp đi cho nên là nó trùng với cái mặt kính luôn. Quyết định mình sẽ để yên nha, nó không bị bong bóng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng ta. Rồi, đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về tên sản phẩm ngày hôm nay, sẽ có tên là Frederick Constant Slimline Unisex Watch, một mẫu sản phẩm dành cho cả nam lẫn nữ đến từ bộ sưu tập Slimline của thương hiệu. Mã sản phẩm sẽ là FC-235M4S6. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm mình vừa đọc vào trang chủ của ship.vn để có thể mua được sản phẩm với giá tốt nhất. À xin lỗi các bạn, đây chúng ta có luôn trên chiếc tắc này. Đây, mã sản phẩm nha các bạn, FC-235M4S6.
Rồi chúng ta sẽ có một cái số thông tin như small second, có nghĩa là kim dây rúng các bạn, kim dây nhỏ nằm ở một cái shop đeo riêng biệt, mình sẽ nói sâu hơn ha. Rồi kính sapphire là stainless steel, cái này là stainless steel có nên hoàn thiện bằng thép không gỉ, high resolution hoặc một cái máy sử dụng pin cho độ chính xác cao, là khả năng kháng nước là 3 ATM, sử dụng dây da leader trap. Ở hàng FC thì họ ghi những cái thông tin rất là đơn giản bằng chữ luôn nha các bạn, không có dùng biểu tượng như là một số hãng khác. Rồi đó, chúng ta sẽ có thêm cả logo thương hiệu luôn nằm ở góc này, rất là đẹp, một cái chiếc tắt khá là đơn giản với cái tông màu trắng như thế này. Rồi đi vào sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta. Nếu là nam thì đường kính của mẫu này là sẽ là 37mm dành cho cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên nếu là nam thì các bạn có cổ tay nhỏ khoảng 14-15cm lên tay sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Độ dày của mẫu này thì đang rất là đáng chú ý, nó siêu mỏng luôn nha các bạn, chỉ 5mm mà thôi. Kính được sử dụng cho mẫu này sẽ là kính sapphire, mang lại cho đồng hồ chúng ta cái khả năng chống va đập cao nè. Mình nói cái va đập cao đây là đó là theo định nghĩa độ cứng của sapphire nha các bạn. Còn với va đập trong cùng một độ dày thì có thể coi là kính khoáng nó sẽ tốt hơn kính sapphire rất là nhiều. Kính sapphire nó sẽ có một cái ưu điểm nổi bật nhất đó là chống sức tuyệt đối. Tuy nhiên với cái va đập mạnh thì nó vẫn dễ nứt hơn so với kính khoáng với cùng độ dày nhé. Rồi về mặt số thì nó sẽ cho cái khả năng hiển thị vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của nó. Bởi vì sapphire là vật liệu cứng nhất sau kim cương cho nên nó thường được sử dụng trong những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng chống xước tuyệt đối. Tinh thể sapphire thì có ở thể nhiều dạng, nó mang lại cho đồng hồ chúng ta nhiều kiểu dáng khác nhau như là dạng phẳng nè, dạng hình vòm hoặc là lõm. Thông dụng nhất vẫn là dạng phẳng nha các bạn, như trên mẫu này nè, chúng ta sẽ thấy rất là phẳng. Vì nó rất là cứng cho nên là chế tác nó ở một cái hình dạng khác như hình vòm hay lõm thì nó sẽ rất là khó và chỉ xuất hiện trên một số mẫu đồng hồ cao cấp nhất định thôi. Về mặt số chúng ta sẽ có một cái màu trắng rất là thuần khiết với họa tiết GUC cao cấp nè, cọc số La Mã cổ điển đặc trưng cùng với bộ kim Regex đẹp mắt. Nói về kim Regex thì các bạn nó còn có tên là kim mắt ngỗng, được lấy tên từ nhà phát minh Regex, một bậc thầy đồng hồ vĩ đại hàng đầu thế giới. Ra đời vào cuối thế kỷ 18, cho tới ngày nay thì kim đồng hồ Regex vẫn là một trong những cái kiểu kim đại diện cho trường phái cổ điển danh giá, được hàng triệu người dùng đồng hồ yêu thích trên thế giới. Kim Regex sở hữu một cái thiết kế với phần thân mảnh mai, như các bạn có thể thấy, phần cuối được vót nhọn và được nối với phần thân bằng một hình tròn giống như là mắt ngỗng, cho nên nó có tên khác ở Việt Nam chúng ta vẫn kêu gọi là kim mắt ngỗng đó các bạn. Về phần kim dây của chúng ta sẽ được trang bị khá đặc biệt với kim dây rốn, được trang bị riêng biệt với một cái shop dial góc 6 giờ như thế này, như các bạn có thể thấy là rất là đẹp. Các cọc số sẽ là các cọc số La Mã mà là cái nét cổ điển cho mọi đồng hồ của chúng ta. Đây là một cái thiết kế vượt thời gian, không bao giờ bị lỗi thời. Tên thương hiệu cùng với nơi ra đời cũng được đặt ở góc 12 giờ, góc đẹp nhất của mọi đồng hồ. Đáng tiếc là trên sản phẩm này của chúng ta sẽ không được trang bị ô cửa sổ lịch ngay quen thuộc. Phía dưới góc số giờ chúng ta sẽ có thêm dòng chữ Swissmade khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu. Rồi đó là một số cái chi tiết chúng ta có trên mặt số của mẫu đồng hồ này. Tiếp theo mình sẽ đi đến phần khung vỏ cũng như là viền benzen. Viền benzen của chúng ta sẽ được làm với dạng tam cấp như thế này, cực kỳ đẹp mắt nha các bạn. Cùng với đó là khung vỏ và viền benzen đều được chế tác hoàn toàn đánh bóng, tạo nên một cái nét sang trọng riêng cho mẫu đồng hồ. Và nó mang lại một cái hiệu ứng bắt sáng cực kỳ đẹp khi chúng ta di chuyển cổ tay. Khung vỏ thì được hoàn thiện bằng thép không gỉ 316L, đây là một loại thép cực kỳ tốt cho tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là cái chất lỏng có tính axit như là mồ hôi của chúng ta. Rồi bên cạnh đó thì thép 316L nó cũng chống lại được các đặc tính tự tính, một cái khả năng khá là quan trọng đối với đồng hồ. Bên trong khung vỏ đây là chúng ta sẽ được sử dụng bộ máy pin FC gạch 235 do hãng tự sản xuất. Kháng nước của mẫu này sẽ là 30m, một cái kháng nước tương đối là đủ cho các bạn có thể đi mưa nhỏ hoặc rửa tay. Tuy nhiên trong trường hợp tiếp xúc với nước thì mình cũng đã nhắc rất là nhiều lần trong các video trước đó. Khi tiếp xúc với nước các bạn tuyệt đối không điều chỉnh nấm vặn đồng hồ của chúng ta, vì khi đó chúng ta sẽ vô tình đưa nước đi vào bên trong theo cốt ti. Rồi, về phần đi mưa các bạn có nên lưu ý là nếu được thì trong trường hợp là đi mưa các bạn nên tháo chiếc đồng hồ của chúng ta ra bảo quản bên trong ba lô túi xách thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Vì thứ nhất là nước mưa nó mang theo rất là nhiều vi khuẩn cũng như là axit. Chất bụi bẩn thì nó sẽ bám lên chiếc đồng hồ mất thẩm mỹ lắm. Và dây đeo của chúng ta thì bằng da nữa, cho nên là nó rất là kỵ nước. Nếu được thì trong trường hợp bị mưa các bạn nên tháo ra bảo quản trong ba lô túi xách, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Về phần rửa tay thì các bạn tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp, vì khi đó áp suất của vòi nước sẽ rất là lớn, lớn hơn cái phiến ron cao su bảo vệ kháng nước bên trong của mẫu đồng hồ của chúng ta, thì lúc đó nước nó vẫn có thể có khả năng xâm nhập vào bên trong. Lỗi vào nước là một trong những lỗi thường gặp nhất trên tất cả các mẫu đồng hồ ở tất cả các hãng, không riêng về hãng nào cả. Và ở một số mẫu đồng hồ thể thao chúng ta sẽ được trang bị núm vặn screw down, có nghĩa là núm vặn xoắn, thì nó sẽ an toàn hơn.
Tuy nhiên thì mẫu đồng hồ của chúng ta thường là chuẩn red watch, nó sẽ mang thiên hướng là nó classic hơn, thời trang. Rồi, đó là một số cái nhắc nhở nhỏ nhỏ trong quá trình sử dụng dành cho các bạn nha. Về phần dây đeo, chúng ta sẽ được trang bị dây đeo da rất là trẻ trung, thanh lịch. Thông thường da bò trơn hoặc là da bò dập vân cá sấu được dùng trong thiết kế dây da đồng hồ. Để mang lại cái nét thẩm mỹ và độ bền cho dây đeo thì lớp da này phải trải qua công đoạn xử lý thủ công cầu kỳ, đó là thuộc da. Phương pháp này được thực hiện nhằm diệt sạch vi khuẩn ký sinh trên da động vật, do vậy nó có tác dụng tránh gây kích ứng cho tay người đeo và làm bóng bề mặt da. Hơn nữa thì giúp kết cấu da vững chắc hơn, không bị mục dần theo thời gian. Nhưng trên mẫu này chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ được dập vân cá sấu rất là sang trọng và thanh lịch. Chất liệu da được sử dụng cho mẫu này chính là Genuine Leather. Đây các bạn có thể thấy là Rocker Craft nè, thủ công. Mẫu này dập vân cá sấu thủ công Fairman. Và chúng ta sẽ thấy tên thương hiệu cùng với nơi ra đời được khắc phía sau dây luôn. Rất là đẹp nha các bạn. Dây đeo của chúng ta thì tương đối là mỏng, rất mỏng nha các bạn. So với những cái thương hiệu khác thì mình đánh giá là mẫu dây này rất là mỏng. Tại sao là như vậy? Thì vì nó phải phù hợp với cái độ dây của mẫu đồng hồ. Đây các bạn có thể thấy, chúng ta sẽ thấy dễ dàng nhìn nhận ra nè. Nếu thiết kế dây da dày thì nó sẽ mất cân đối hơn cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Và đó là lý do mà hãng là thiết kế nó rất là mỏng như thế này để phù hợp với một cái độ dày 5mm rất là mỏng của đồng hồ. Khóa được sử dụng cho mẫu này sẽ là khóa cài tiêu chuẩn nè, cùng với đó là logo thương hiệu được khắc trên đầu khóa. Toàn bộ khóa cũng được đánh bóng rất là sang trọng. Về thiết kế mặt đáy, chúng ta sẽ có một thiết kế đáy kính như thế này, rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin và siêu đáy chúng ta vẫn còn nguyên nè. Tháng 10 2023 thì không biết là mình nghĩ đây chính là cái thời điểm pin nó hết hay sao ấy. Đây chính là có dự báo pin hết của nhà sản xuất họ dán lên nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ có thêm một số cái thông tin phía bên mặt đáy nè, như là Fairway Content, tên thương hiệu nè, Stainless Steel, khả năng kháng nước 3 ATM, sử dụng kính Sapphire. Mình nghĩ ở giữa chúng ta sẽ có tên thương hiệu nữa, tuy nhiên là nó họ dán lên rồi cho mình chúng ta cũng thấy được. Rồi đó là một số cái thông tin chúng ta có bên dưới mặt đáy, mình cũng đã trình bày rất là chi tiết cho các bạn. Tổng kết lại, sản phẩm của chúng ta sở hữu một cái thiết kế rất là sang trọng nè, kiểu dáng thì vượt thời gian, không bao giờ bị lỗi thời. Sự hài hòa của các đường cong nè, tất cả mọi thứ đều góp phần làm cho chiếc đồng hồ này trở nên cổ điển theo cách hiểu hiện đại, mỏng và sang trọng ở mọi cấp độ. Đó là những cái nét đặc trưng cũng như là thế mạnh nhất của thương hiệu Fairway Content này mà họ đã làm được tên tuổi của mình trên toàn thế giới. Rồi, đó là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của exit.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến dòng đồng hồ thuộc thương hiệu Fairway Content này. Hiện tại exit.vn đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến exit.vn là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng. Và cam kết các sản phẩm tại exit.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.